Xin chào quý anh chị nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái lô đất nằm ngay mặt tiền trục đường này. Đó, đây là trục đường này, là trục đường liên thông nha quý vị nhé. Đấy, trước sau lưng này. Đường này thì đường liên thông giữa ấp, các phường luôn. Thì kết nối giữa quốc lộ 51 với đường Dương Diên Nghệ, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị. Đó, như anh chị nhìn thấy thì đây dân cư nó ở đóng hết rồi. Tương đối kín đáo sau lưng này. Đó. Nhà kín hết đấy, như anh chị nhìn thấy không? Đấy không? Đó, đường thì rộng thanh thang luôn, container tranh nhau thoải mái luôn đó. Và sau lưng em đây là khu biệt thự, và sau này thì khu này á, thì hiện tại thì tỉnh Đồng Nai đang có quy hoạch là xây trường, nên nếu như mà lô đất này sau khi mà cái khu quy hoạch này mà đúng là xây trường thì cái lô đất này rất là tuyệt vời vì nó nằm ngay cái cổng trường. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất nó nằm ở đây. Đây, tôi đang nằm trong hàng bờ rào này, trong cái bờ tôn này. Đấy, anh chị nhìn thấy cửa tôn không? Cửa tôn này, cái lô đất này thì có diện tích là 5x30 sổ chung. Đó, giá thì chỉ có hơn 700 một xíu thôi. Ở đây xây nhà, xây phòng trọ đều rất ok vì diện tích nó rất là dài. Đây. Đó, đất cao ráo bằng phẳng, đường quá tuyệt vời luôn anh chị. Đó, đây, nằm đây. Đấy. Đó thì em cũng nói lại, con đường là đường liên thông nha, tầm khoảng 7 giờ sáng hoặc 5 giờ chiều anh chị đi qua đây thì cái lượng công nhân đi qua lại đây rất là đông, vì là ở đây thì nó là cổng trường ngõ khu dốc 47 á, cổng khu nghiệp dốc 47, nên lượng công nhân đi lại qua đây rất là đông. Thì anh chị ở đây thì buôn bán kinh doanh được cái mặt tiền này thì buôn bán kinh doanh ok ha anh chị. Đó, đường sau lưng em rất là rộng và 6 mét. Đấy, anh chị nhìn thấy không? Thì bây giờ khoảng 8 giờ rồi nên cái lượng người đi lại cũng hơi ít, nhưng mà tầm khoảng 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì lượng người đi lại đây rất là đông. Đó, đây, vị trí lô đất nằm ở đây anh chị ha. 5x30. 5x30 nha. Anh chị nào mà quan tâm muốn về ở đây một căn nhà ở đây thì anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại để mà được. 5x30 cho quý vị. Ok nha, ở đây thì hàng xóm thân thiện nha, vui tính thân thiện nha quý vị nha. Nên anh chị về đây thì yên tâm, rất là đoàn kết, đó, hỗ trợ lẫn nhau. Đấy, đường xa ok ha, đường xa tuyệt vời. Tại em xoay một vòng nên chị nhìn thấy đường thông 6 mét, đường thông lên ấp nha quý vị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.